Bất ngờ phát hiện hai bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật trong khuôn viên một nhà thờ Việt Nam. Thành Long mến chào cộng đoàn, theo báo mới.com, nhà báo Công Điện đưa tin. Trong quá trình làm hàng rào nhà thờ Tân Liên, người dân phát hiện có hài cốt. Cơ quan chức năng đã cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Ngày 23 tháng 11, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã cất bốc hai hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên một nhà thờ ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, trong quá trình làm hàng rào nhà thờ Tân Liên, anh Võ Kỳ Phục, sinh năm 1961, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phát hiện có hài cốt liệt sĩ nên báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được hai bộ hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 60cm. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật gồm 2 súng AK cùng 4 hộp tiếp đạn, 1 súng bắn pháo hiệu, 5 quả lựu đạn, 2 thắt lưng, 2 bộ tăng võng, 3 bình tông, 3 lọ thuốc cá nhân và một số di vật khác như đồng hồ, bát sắt, bút bi, dây thông tin, cúc áo, bật lửa, bàn chải đánh xăng, thìa nhựa, giày dép. Đặc biệt, trên một chiếc bình tông có khắc 2 hàng chữ, hàng trên Văn Tân, hàng dưới khắc K67/1, song chưa xác định được danh tính. Hiện nay, đội quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra khu vực xung quanh. Trong bài báo không lấy ý kiến của vị linh mục quản xứ. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.